Xin chào các bạn, mình là Đoàn Đại Chí. Hiện nay mình đang tiếp tục hành trình khám phá 1000 hòn đảo ở Việt Nam nha các bạn nhé. Hiện nay thì mình đang đến một trong những cái hòn đảo rất là đặc biệt, có cái tên là hòn Gầm Ghì, đảo Gầm Ghì nằm ở thị trấn An Thới của thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhé. Hòn Gầm Ghì này, người dân địa phương ở An Thới thì họ hay gọi là hòn Dăm Ngang hay là Dâm Ngang gì đó, vì nó nằm ngang so với lại những cái đảo khác á, nên là gọi là hòn Dăm Ngang. Đây thì mình đang đi tàu cao tốc ra, rất là tàu cao tốc nó chạy rất là nhanh. Nếu mọi người có đi biển thì đa phần là nên đi tàu để được ngắm thêm cái không gian và khung cảnh biển nữa. Để cái đảo Gầm Ghì này nó cách cảng An Thới khoảng độ 15 cây số, tức là 6,67 hải lý, nhưng mà đi tàu cao tốc thì nó rất là nhanh, một xíu là tới rồi. Hiện nay thì mình đang tới đảo Gầm Ghì rồi. Đây là cano họ dừng ở đây. Đảo Gầm Ghì nó khá là lớn nha mọi người. Đảo này không có người ở, hiện nay thì không có người ở, chỉ có các cái doanh nghiệp họ khai thác du lịch thôi, nhưng mà nó khá là lớn. Mình không có điều kiện để đi xung quanh cái hòn đảo này, do mình đang đi cùng với lại nhóm những cái người đi du lịch khác, mình mua vé của công ty du lịch nên là đi có rất là nhiều người, nên là mình không có thời gian để đi xung quanh cái đảo Gầm Ghì này. Nhưng mà hiện nay thì mình sẽ có mấy tiếng ở trên đảo Gầm Ghì và mình sẽ review toàn cảnh cái đảo Gầm Ghì cũng như là những cái điều đặc biệt ở đảo Gầm Ghì này. Này thì ở đây có một cái dịch vụ mà đặc biệt nhất, đấy là nặn biển ngắm san hô và ngắm cá. Ở đây mọi người rất là đang nặn biển ngắm san hô, ngắm cá ở dưới đảo này. Như mình vừa mới nói, đảo này nó cách thị trấn An Thới khoảng độ 15 cây số, nên là đây thì cái không gian biển cũng như là hệ sinh thái của biển là rất là đẹp. Đây là vương quốc san hô luôn, rất là nhiều san hô ở dưới đáy biển. Này thì mình cũng đang chuẩn bị đồ nghề để mình sẽ nặn và đi xuống dưới đáy biển để mọi người biết nhé. Mấy bữa nay thì mình hơi bị khản cổ nên là thỉnh thoảng nói nó e hèm một xíu. Không biết dạo này có nhiều người bị khản cổ quá ha. Ho sốt cũng nhiều người bị mà không có bị Covid, không hiểu sao mà ho sốt nữa, mọi người thông cảm ha. Giờ mình chuẩn bị thay đồ nghề cũng như là đồ tắm để mình nặn xuống dưới biển, cũng như là quay những cái clip ở dưới biển để mọi người biết về cuộc sống ở dưới đáy biển của đảo Gầm Ghì, đặc biệt là hệ sinh thái san hô cũng như là cá ở dưới đảo Gầm Ghì này. Những cái tàu ở kia là tàu của ngư dân ấy. Đây thì cái hệ sinh thái nó do là chưa có người dân ở, chỉ có du lịch thôi, nên là cũng được bảo quản khá là tốt. Và có khá là nhiều thuyền câu, thuyền đánh bắt của người dân ở xung quanh khu vực này. Bây giờ mình chuẩn bị mình nặn xuống đây. Nếu các bạn có theo dõi hành trình khám phá 1000 hòn đảo ở Việt Nam thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ giùm mình để mình tiếp tục có thêm động lực khám phá những hòn đảo đặc biệt xa xôi khác của đất nước nhé. Bên cạnh những cái hòn đảo mà mình có thể đi đến bằng tour du lịch cũng như là giới thiệu với mọi người để mọi người có thể đi du lịch ra đảo được, thì còn rất là nhiều những cái hòn đảo hoang và những cái hòn đảo đặc biệt xa xôi mà không có tour du lịch, thì mình cũng sẽ bằng cách này hay cách khác thì mình sẽ tới được để ghi những cái clip về cuộc sống cũng như là về hòn đảo đó để mọi người biết. Nếu các bạn có theo dõi những cái clip của mình thì biết mình đã đi rất là nhiều đảo ở ngoài Trường Sa rồi. Hiện nay thì mình đang chuẩn bị, do là phải đợi lấy kính nặn cũng như là đồ nặn của từng người ở bên cái bạn hướng dẫn viên du lịch á, nên là cũng hơi lâu, đợi đến lượt mình hơi lâu. Mình là nhiều người cứ muốn xuống trước, thế này mình nhường hết cho mọi người xuống trước, mình xuống sau cùng cũng được. Rồi, xong rồi đến lượt mình rồi, bây giờ mình nặn đây, mình nặn xuống nha các bạn nha. Đó. Mình thì trước kia thì mình cũng là dân học hàng hải á, học ở trường Đại học Thủy sản Nha Trang. Nên là những cái nặn biển cũng như là bơi dưới biển ấy, thì là mình khá là lành nghề. Không phải lành nghề mà mình cũng biết rất là nhiều, nhưng mà do đây là tour du lịch nên là người ta bắt mình phải mang đồ nghề nặn thôi. Còn bình thường mình nặn cũng được hết ạ. Đó, ở dưới biển này. Hiện nay thì mình đi đang là buổi trưa nắng, nhưng mà ở đây hôm nay trời nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà xuống dưới này á thì nhìn cũng khá là đẹp. Lúc đầu mình nghĩ là không xuống quay không được, nhưng mà ở đây đúng là dạng san hô và cá biển đó. San hô, một con cá dìa nha các bạn nhé. Cá đấy là cá dìa đấy. San hô ở đây còn nhiều hơn cả ở vịnh Nha Trang luôn. Hôm trước mình cũng đi thám hiểm ở vịnh Nha Trang và nặn rất là nhiều ở các cái đảo ở
vịnh Nha Trang, nhưng mà thấy san hô thì thua ở ngoài này, à, ngoài Phú Quốc này thấy san hô đẹp quá trời luôn, quá trời san hô luôn, toàn san hô sống luôn. À, nhìn đẹp vậy nhưng mà san hô rất là nguy hiểm nhé mọi người. Những cái dạng san hô này nếu mà mọi người không cẩn thận á, thì là nó có thể cứ đứt chân đứt tay luôn, rất là nguy hiểm. Cái kinh nghiệm, một con cá diền nữa này, trông vậy nhưng mà chắc cũng phải nửa ký đó, vì cái máy quay của mình nó hơi nhỏ, mình đặt nó xa xa. À, mình nói tiếp là cái kinh nghiệm nặn này á, nếu mà mọi người mà nên đeo các cái đồ bảo hộ, chứ nếu mà chạm vào các cái vách đá với lại vách san hô này là xước chân chảy máu chân luôn, rất là nguy hiểm nhé. Nặn là ngắm biển ở dưới này thì rất là đẹp nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Mọi người nhìn thấy các cái nền đá ở dưới đáy biển không, nó mấp mô và nó tu tủa. Ô, một con cá nữa, một cá gì ta, ô, con cá bự không à, ở dưới này toàn cá bự không à, thì nó tu tủa như vậy á. Những cái san hô này mọi người chỉ cần đạp nhẹ vào nó, nếu mà san hô sống thì nó mềm, san hô sống thì nó rất là mềm, nó là loại thực vật, nó cây á. Còn nếu mà san hô chết rồi á thì thôi, thì nó cứa cho là đứt chân luôn. Ô, con cá này cá gì ta, mình nhìn ấy, nhìn đẹp quá mà giống con cá này cũng bự mà nó nhiều màu mà mình không biết tên nó là cá gì. Biết anh em đi biển nhiều có biết cái con cá nó nhiều màu kia là cá gì không? Còn cái con cá đen đen kia chắc chắn là cá dìa rồi nhá. À, đây thì có nhiều cá dìa này. Giữa biển thì là rất là nhiều loại cá khác nhau. Thú thực là mình không có biết hết tên các loại cá biển, đặc biệt là nhìn ở dưới đáy biển như vậy. Nếu mà mang lên bờ bán ở chợ, người ta phân loại ra thành từng loại một ấy, thì mình có thể nhìn được, chứ còn ở đây thì nhìn sơ qua này thì khó biết. À, nhưng mà màu nó đẹp quá. San hô thì nó nằm ở dưới này, à, mãi mãi nó nằm ở dưới này. Khi đến 20 năm sau mọi người đến đây du lịch khám phá thì nó vẫn nằm y chang như vậy. Nhưng mà cá biển thì nó thay đổi, nếu mà môi trường biển mà không tốt thì chỉ một tuần sau là nó đi hết. Mà mọi người nhìn thấy cá nó đông đúc như vậy chứng tỏ là môi trường ở đây là được bảo quản rất tốt. Hiện nay thì du lịch Phú Quốc rất là phát triển nên là người ta bảo tồn các cái loài cá ở dưới biển này, cũng không phải chỉ để cho hệ sinh thái biển đâu mà còn để phục vụ du lịch nữa. Những cái tàu đánh bắt là không được ở ven bờ này đâu nha. Những cái đảo như là đảo Gầm Mì hay là đảo Mây Rút hay là các cái đảo khác ở đây á, còn khô còn khiếc là các cái tàu chỉ có đánh bắt ở ngoài xa xa thôi, chứ không được đánh bắt ở sát đảo đâu. À, sát đảo là để phục vụ du lịch nhé mọi người. Hiện nay thì du lịch Phú Quốc nó rất là phát triển, một trong những cái hòn đảo mà phải nói rằng là không phải là một mà là hòn đảo lớn nhất ở Việt Nam luôn. À, phát triển rất là lớn, rất là mạnh, và các cái dịch vụ đi theo nó cũng rất là mạnh. À, cái chỗ này thì nó hơi tối một xíu, anh em bạn bè bà con cô bác thông cảm này. À, có chỗ tối có chỗ sáng, hôm nay thì trời không được đẹp cho lắm nhưng mà đúng là nhiều cá quá. Quá trời cá, toàn cá bự không à. San hô cũng rất là nhiều nhưng mà cũng có một số các loại san hô là bị gãy rồi, mọi người thấy không? À, cá thì khi nó nhìn thấy người mình nặn lại thì là nó sẽ bơi đi. Đó, cá bự không à? Đó, cá gì à, bự không à? À, mình bơi xung quanh này chắc phải được độ mấy trăm mét rồi đó. Mình tiếp tục mình nặn ở phía bên này để... chỗ này cái dạng san hô nó đẹp quá trời luôn. Có nhiều cá ở phía trên kia, quá trời cá nè. Nếu mọi người có con cá này to quá. Nếu mọi người có đi du lịch ở Phú Quốc hoặc là những cái hòn đảo quanh quanh Phú Quốc thì nên dành một chút thời gian để nặn xuống biển để chiêm ngưỡng dưới đáy biển nha. Chứ tắm biển cũng như là trên mặt biển thì đâu cũng được, nhưng mà chiêm ngưỡng cái khung cảnh tự nhiên này. Đây là tự nhiên chứ không phải là trên mấy cái nặn mà nặn ở trong nhà kính đâu nha. Cá bự không à, toàn cá bự không à. Ở đây nó bơi, nó có vẻ nó cũng không có sợ gì mình hết nhá. Mình đi đến gần nó mới đi luôn. À, đó. Tiếp tục đi thêm một xíu nữa phía bên này để ghi thêm những cái hình ảnh lạ đẹp nữa dành cho mọi người. Con cá này bự quá, nhìn hình nó cũng đẹp luôn. Cá khá là đặc biệt, mình không biết tên con này là con cá gì nữa. À, nhiều cá biển mà mình không biết tên hết. Mọi người nếu mà xem mà có biết tên thì con này to quá trời luôn. Con này nhiều màu mà to quá trời luôn. Con ấy tên là con gì ta? Xong hình như mình cũng quay một con nó nhiều màu như vậy á, mà mấy con đó mình không có dành tên đó. Con này nó bơi sát vào mặt mình luôn.
bọn này nó cũng đây là chắc là nhà của nó rồi, thế giới riêng của nó rồi nên nó không có sợ gì ai nữa. Mình là khách của nó là chủ không à. Mình tiếp tục lặn sang phía bên này nữa. Đây thì đa phần là cá với lại các cái dạng san hô. Dạng san hô thì khá là đẹp. Ồ, nhiều cá quá trời luôn ha. Quá trời. Ở đây thì các cái du lịch lặn biển này họ cho phép câu cá nha mọi người. Đánh lưới hay là dùng các cái ngư cụ khác thì không được. Nhưng mà câu cá thì được. Câu cá giải trí thôi thì được. Mọi người có thể... Ồ, chỗ này quán khá bự luôn này. Nó ở trong hang luôn. Chỗ này san hô đẹp quá ha. Những cái dạng san hô này đẹp quá trời luôn. Càng bơi sang phía này thì thấy nó càng đẹp. Đây thì nhà nước họ cho phép các công ty du lịch được cho khách là câu cá nhé. Những cái clip về câu cá ở khu vực này thì mình sẽ dần dần đăng tải đến mọi người ở những cái clip sau. Mình sẽ tiếp tục hành trình khám phá 1000 hòn đảo cũng như là những cái cuộc sống cũng như những cái điều đặc biệt ở quanh những cái hòn đảo Việt Nam mình. Đó, nhìn ở trên đảo thì nhìn đã đẹp rồi nhưng mà lặn xuống dưới thì nó còn đẹp hơn gấp rất là nhiều lần. Mọi người cố gắng đi cùng mình để theo dõi xem là cái khu vực đảo Gầm Ghì này nó có những cái gì. Đó, ngoài những cái dạng san hô thì cá quá trời luôn và toàn cá bự không ạ. Mình cũng khá là bất ngờ. Không nghĩ là ra đây rất là nhiều người lặn biển như vậy mà sợ là cá nó bơi hết rồi. Không ngờ là nó vẫn tụ ở đây rất là đông. Đó, thì thôi mình tiếp tục mình bơi lặn một xíu nữa để quay thêm cho mọi người biết ha. Mọi người theo dõi thêm. Mình cũng sẽ ít nói lại để mọi người có thời gian chiêm ngưỡng dưới đáy biển này. Mong mọi người tiếp tục hành trình khám phá 1000 hòn đảo cùng mình. Biết thêm được về không gian biển cũng như là cuộc sống biển của Việt Nam mình thấy rất là đẹp. Đây là xung quanh đảo Phú Quốc ạ. Một trong những cái hòn đảo lớn nhất ở Việt Nam. Chỗ này dạng san hô lớn quá trời luôn. À phía bên kia có... À không. Nhiều cá bự quá. San hô đây cũng đẹp luôn. Cá cũng nhiều luôn. Đúng là thiên nhiên đẹp quá trời luôn. Rồi mình lặn tiếp sang phía bên này. Càng lặn càng thấy đẹp, không muốn lên luôn mọi người. Muốn lặn ở đây nhiều nhưng mà sợ lặn lâu quá thì mọi người không đủ kiên nhẫn để coi. Nhưng mà mình sẽ cố lặn thêm một xíu nữa nha. Quá trời đẹp luôn, san hô ở đây toàn san hô sống không? Mà nó tạo thành những cái quần thể nhìn rất là sống động, đẹp. Đây thì có năm, 10 năm hay vài chục năm nữa, nếu mà biết bảo quản tốt thì những cái dạng san hô này vẫn còn và rất là nhiều người có thể được chiêm ngưỡng những cái vẻ đẹp san hô này khi đi du lịch ở đây. À, giá du lịch ở đây thì cũng khá rẻ. Hiện nay thì du lịch Phú Quốc là đang ngày càng rẻ do là nhiều dịch vụ, nhiều công ty các thứ họ cạnh tranh, họ đẩy cái giá đi xuống. Nên là hiện nay du lịch Phú Quốc là khá bình dân rồi. Mọi người có thể đi bằng máy bay hay tàu ra được. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì nên đi đến thành phố Rạch Giá hoặc Hà Tiên để mình đi tàu ra để tận hưởng cái không gian trên biển. Đi máy bay thì sẽ không thấy được hết đâu. Nhưng mà nếu mà mọi người ở xa, đặc biệt là miền Trung, miền Bắc thì buộc phải đi máy bay. Phía bên này thì cái dạng san hô có vẻ nó không được đẹp như phía bên kia đấy. Lại phía bên kia nhìn thấy đẹp luôn, như là tiên cảnh, như là tranh luôn, giống cái chỗ Long Vương của phim Tôn Ngộ Không luôn. Nhưng phía bên này thì có vẻ là không gian nó hơi bị xấu. Bên này thì các cái dạng san hô nó không được đẹp cho lắm, không có mỹ quan. Để mình đi tiếp sang phía bên kia một xíu nữa xem có cái gì hay 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 đẹp đẹp không để quay tiếp để phục vụ mọi người ha. Bên này thì có vẻ là nhiều san hô hơn này. Chỗ này tạo thành những cái quả núi san hô luôn. Hôm nay thì trời nó nắng không được đẹp cho lắm nên là ở dưới biển nó không có được trong. Còn như hồi mình đi ở Nha Trang thì là trời nó nắng và đẹp nên là lặn nhìn cái không gian nó trong hơn. Nhưng mà
các cái hệ sinh thái san hô cũng như là cá biển ở Nha Trang thì nó không đẹp bằng Phú Quốc. Phú Quốc có thể nói là khu vực biển đẹp nhất ở Việt Nam mình bây giờ. Khu vực bên này cũng khá là đẹp. Mình xin chuẩn bị dừng video ở đây. Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng video này cũng như là những cái video khác. Mong mọi người tiếp tục đồng hành để mình tiếp tục có thêm động lực khám phá cuộc sống biển đảo cũng như là những cái điều đặc biệt của biển Việt Nam mình nhé mọi người nhé. Mình xin chuẩn bị dừng video ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.